trong thời gian con nói chuyện thì sư phụ đi xịt cây rồi đó. Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây siêu bông này, giống y như cây nãy đây nè, cái chủng loại á, nhưng mà cái dáng này nó khác chút xíu đó. Rồi cái cây này có giá là 220k nha, bao ship toàn quốc nha quý vị. Da trà xanh với cái cây của nó đây. Rồi tôi quay gần cho quý vị xem nè. Đó cái đế của nó nè, cái chai trà xanh nè. Rồi 220k là bao ship toàn quốc. Anh nào có mua quen thì tôi ship code, còn lạ thì chuyển khoản nha quý vị. Tôi mới giao cây à. Đó, đóng chân cành đầy đủ hết trơn rồi nha, quay mặt sau luôn nữa nè. Cái đế mặt sau đẹp hơn ngày trước nha quý vị. Rồi đây là mặt sau của nó đây, ở trên quay xuống đây. Rồi 220k bao ship. Ông nào mà có mua cái này tôi bẻ xuống chút xíu, cũng mới tôi bấm ngang cái đọt nha, nó cao quá tôi bấm ngang tí nha. Để thôi bỏ vô cái thùng không có được nha quý vị. Rồi xuống luôn đi Bi ơi. Đó, mặt sau đó đó nha quý vị. Rồi xuống luôn.